Tất cả quý vị các bạn, hôm nay lại tiếp tục về một lô hàng của loa anh em nhé, loa bãi RCF anh em nhé, C5212. Cái lô trước thì có 22 cặp thì em đã bán hết rồi, lô này thì về thì ít hơn anh em nhé, lô này nó chỉ có chục cặp thôi, chục cặp thôi anh em nhé. Anh em đã chơi những dòng này thì không phải suy nghĩ anh em nhé, nó là cái dòng từ neo, cho nên là tiếng rất là hay, sáng tiếng nhé, mà nó lại không bị chói như những cái dòng loa mới khác anh em nhé. Cái dòng này thì nó là hàng bãi cho nên là tiếng nó rất là mềm. Đấy, nó không bị gắt tiếng như anh em giáp loa với những cái linh kiện nó không được chuẩn. Thì đây là cái dòng hàng bãi anh em nhé. Hàng bãi này, C5212 Compact Series này. Đấy. Đây là các thông số của nó nhé. Hai cầu loa, một in, một out. Đấy, con này thì công suất trung bình 600W, 8 ohm này. Đấy, một chiếc nhé, một cặp khoảng 1.200 là max. Công suất trung bình nó chạy là khoảng 350W. 600W là max rồi anh em nhé. Đấy, tiếng đánh rất là mềm, nhẹ mà không ăn công suất anh em nhé. Đấy. Hàng đẹp hết anh em nhé. Tuyển lựa chọn cho anh em những cái cặp chất nhất rồi, trong một lô rồi. Thì hàng bãi về thì những cái góc cạnh nó hơi chảy xước một chút thì anh em thông cảm. Tại vì những cái hàng bãi này thì nó không thể là như mới được anh em nhé. Về nội thất ruột gan các thứ thì là em đã làm ra video để quay cho anh em xem rồi. Bây giờ em sẽ test kỹ hơn để gửi cho quý vị bạn thấy được cái chất âm của nó nhé. Nó khác hoàn toàn so với những cái dòng hàng rẻ tiền anh em nhé. Đấy, dòng RCF này thì được bên em đang bán với giá là 13.500.000 một cặp tại Nghĩa Đô anh em nhé. 13.500.000 một cặp. Nếu anh em lấy số lượng từ 5 đôi, 10 đôi, có 10 đôi thì anh em nào lấy hết thì em sẽ để giá tốt cho anh em. Đấy. Đây. Ok, sau đây em sẽ test chi tiết hơn về những cái cặp loa này nhé. Loa này mã của nó là C5212 là bass 30 nha anh em nhé. Bát 30 trong không phải là bát 25 nhá, là bát 30 anh em nhá. Ok. Kỳ chất anh em nha, RCF Acoustica Italy anh em nha, RCF này. Căng mặt lưới bên trong có một lớp mà bồng rất là đẹp. Đấy. Bên hông của tay sách này, ốc treo bên hông này, ốc treo nóc này, 5 ốc luôn. Bên hông này có 4 ốc để giữ căng anh em nha, nó chắc chắn luôn. Hàng bãi xịn luôn anh em nha. Đấy, chất luôn. Em xem đằng sau này. Phiên bản này là thùng cân anh em nhé.
khẩu rất là sâu, nghe tiếng bass là êm ái. Đây, mã nó là C5212 Compact Series anh em nhé. IT Small Fat vào. Con này sử dụng công nghệ độc quyền của RCF là LICC. Đấy, tăng tiếng bass lên anh em nhé. Đấy. Công suất trung bình 600W 8 ohm này, phiên bản hàng bãi xịn nhá. Đấy. Rất là đẹp. Đây là mình tháo một chiếc căng rồi. Đây kèn này, anh em thấy kèn có góc mở rất là rộng nhá. Đấy, bass rất là sâu. Con này là kèn neo anh em nhá. Kèn neodium lực rất là mạnh. Đấy, bass RCF này. Cực kỳ đẹp anh em ạ. Đấy. Bên ngoài. Rồi bây giờ mình sẽ tháo phần nội thất cho các bạn cùng xem cái cặp loa này nhá. RCF Acoustica Italy. Đây là kèn anh em nhá. Đấy, kèn này thì kèn neo. Nhìn rất là chất anh em nhá. Đây. Kèn neo là của Tech. Đấy, sản xuất anh em nhá. Đấy. D14 anh em nhá. D14 từ cực kỳ khỏe tiến rất sáng. Được chưa? Đấy. Đây, cắm ở trên cái rác này em đã rút ra rồi nhá. Đây. Dây này là dây bọc nhiễu luôn anh em này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy. Chưa? Dây xịn luôn. Phần tần rất là gấu nhá. Ok, chúng ta xem bát đã. Bát. Đấy. Bát seri anh em nhá. Này, seri đầy đủ hết này. Rất gấu. Mở xem. Mở dây ra cho anh em. Đấy. 76 anh em nhá. 76. Nhá. Chất chất. Đây thùng này. Rất chắc chắn nha, bông rất dày. Được. Đây phần thân này. Đây phần thân này anh em nhá. Chạy tụ Sir MPK. Ok, đây là phần nội thất của con loa bãi này anh em nhé. Thank you.
ngược xuôi đó đây tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này hai năm miền xa thương yêu khắc khoải bạn bè ai biết cho mình.